shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Có hai đứa nhảy cùng nhà với mình anh em ạ, Phan hay Can đấy. Từ. Làm sao đấy? Ok, thanh niên. Tính tranh nhà với kẹo hay sao hả? Làm sao? Ôi, mình vứt cái bự cây cái đá anh em ơi, cho nó dễ xài này. Người đâu? Ở dưới hả? Phải không vậy ta? Để kẹo xem coi. Đây à? Nó ngay ở dưới anh em ơi. Nó ngay ở dưới các bạn ơi. Đây rồi này. Ok, lên bảng nhá. Xơi kẹo thì đâu có dễ như vậy. Ok, đơn giản thôi thì mình đã có được một mạng đầu tiên nha các bạn ơi. Ok, đây. Mình sẽ vứt bớt mấy cái trang bị thừa đi. Đó, được cho mọi người. Combo súng hiện tại mà kẹo đang sử dụng đó là một combo súng AK này. Ở đây thì có cả cộng với UMP nữa anh em ạ. Chỗ này mình đổi tạm qua format nha anh em. Ok. Let's go luôn chứ ngại gì nhỉ. Thêm tí máu này. Wow, tuyệt vời. Chất chơi người rơi anh em ạ. Các bạn đang xem live thì chia sẻ livestream hộ mình nhá. Một đứa chỗ này à? Ok thôi anh em bình tĩnh. Cứ phải bình tĩnh các bạn ơi. Mình nghĩ là nó chỉ ở căn nhà bên cạnh mà thôi. Xuống dưới xem cái đã. Mình có quả lựu này. Ăn lựu đi em ơi. Wow, đậu xanh. Ủa anh em ơi. Nhà đối diện có người nha anh em. Kẹo qua ngay. Làm sao đấy bạn ơi. Xuống đây em ơi, xuống đây, đúng rồi, xuống đây. Úi dồi ôi, thanh niên ơi. Các bạn là bạn ấy định chạy xuống để sơi kẹo cơ. Thì là tưởng như là giao tranh đã xong bạn ấy chạy xuống để sơi mình. Nhưng mà sơi kẹo thì đâu có dễ hả các bạn ơi. Kia rồi. Đây hả, làm sao? Đối diện có một đứa anh em ơi. Nó ở ngay căn nhà phía 75 độ đấy. Mình tranh thủ mình rút đồ cái đã. Ok, xài tạm khẩu P90 này nha. Đúng rồi anh em ơi, bình tĩnh. Kìa, nó ngồi này. Sao vậy em? Tính sơi anh á, sơi anh đâu có dễ đâu. Mà nói thật với anh em là đối với những cái thằng thủ nhà như vậy thì anh em cứ bỏ qua luôn đi, để cho đỡ tốn thời gian đấy. Riêng kẹo thì kẹo không có rảnh anh em ạ. Mấy cái đứa như vậy thì chơi với chúng nó cực kỳ là tốn thời gian. Thay vào đó thì chúng ta là có thể qua những cái khu khác và anh em ăn được nhiều mạng hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì kẹo mới chỉ có được có 3 kill thôi anh em ơi. Bình tĩnh nào. Cái này nó là cái bộ trang phục vẹt xanh nha mọi người. Hỏa phụng cái bộ trang phục mới kẹo có rồi. Đây mình đang chờ bom nó rơi xong cái đã. Wow, bom rơi hơi lâu anh em ạ. Bình tĩnh nha mọi người. Để mình ra tạm ngoài coi. Đó, tranh thủ ăn tạm cái đấm ba củ nha anh em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên trên phía cánh đồng nhá. Lên cánh đồng cho nó đông người anh em ạ. Hello mọi người và chúc anh em xem live vui vẻ nhá. Ok này.
Hiện tại thì mình đang sở hữu một khẩu súng là Ska này, một khẩu súng còn lại thì nó là P90. Quan trọng là trên khu cánh đồng này thì kẻo đã thấy ai đâu, vắng quá ta. Vắng như này thì làm sao mà anh em có thể là kiếm được nhiều kill được. Riêng tôi là cũng phải bó tay chấm con luôn mọi người ạ. Khá là ổn này. Một khẩu MP40 này tuyệt vời luôn. Ok, mình để tạm cái nòng súng hai trong ba lô nhá. Xíu nữa mà bắn anh em bị lộ vị trí, anh em lại lắp cho tôi cái nòng súng vào, sấy để tăng sát thương cho súng mà không sao cả. Đấy, được chưa anh em? Để mình qua đây coi. Wow, có một cái tay súng à. Ok. Ngoài này xem là chúng ta sẽ có được những gì đây. Kệ đi vậy. Ủa, không sẵn đấy hả? Uầy, 1x này. Đã ghê chưa anh em? Thế là có luôn được một cái ống ngắm 1x nhá. Công nhận là tuyệt vời các bạn ơi. Thêm đạn súng trường nữa này. Rồi, và chúng ta lại thêm được một ít đạn tử liên nhá. Đi thôi anh em ơi. Đúng rồi em ơi, thật sự là vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy chứ. Đào đâu ra người bây giờ thì mình vừa nghe thấy là có một cái tiếng con xe hư nào đấy. Ủa, xe này hư hả? Phá luôn anh em ơi, rảnh mà. Rảnh thì phá luôn xe thôi. Đi nào mọi người ơi. Có thằng chạy lên trên đồi kìa. Anh làm gì có thấy ai đâu em ơi. Anh chẳng thấy ai cả cơ. Mình cứ chạy đại qua cái phía này coi nào. Ồ, đang cố gắng xem là xung quanh khu này có ai hay không, nhưng mà tìm không ra một ai luôn cơ. Có hiểu vậy. Kiểu vắng. Thật sự là vắng luôn anh em ạ. Đây, các bạn đang xem live thì mỗi bạn cho kẹo thêm một lượt chia sẻ nhé. Và cảm ơn tất cả anh em. Và anh em đừng quên khung giờ livestream của kẹo trên NonoLive đó là từ 20 giờ đến 24 giờ hàng ngày nha anh em. Hôm nào mà kẹo mệt xíu thì kẹo sẽ ngủ sớm xíu nhé. Wow, không có một ai cơ. À, mình để ý là ở ngay cái phía 300 có một thính nha. Có một đứa chạy trên đồi á. Kẹo không thấy thật. Sorry anh em. Đây, tôi đang tìm kiếm đây nhưng mà có thấy ai đâu. Đó, anh em thấy chưa? Không có ai luôn nhá. Ở phía dưới 300 này thì nó là một chiếc xe motor truck à. Ok. Xe motor truck thì mình lại không ham lắm cơ anh em cơ. Lên trên này coi. Rồi, ok, chào tất cả mọi người. Và chúc anh em xem live vui vẻ. À, đây đây. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Tưởng ở đâu cơ, ở ngay đây à? Làm sao? Làm sao? Thằng bé ngay xong con keo anh em ạ. Qua đây, đúng rồi, qua đây. Qua đây em ơi. Lên bảng điểm số nha em. Tưởng là qua đây chơi mình mà đơn giản hả? Không đơn giản đâu nha bạn ơi. Tuyệt vời. Bạn tư rồi. Tranh thủ mình lượm thêm bom keo cái đã. Ủa, thế nào gần mình vậy? Wow, gì vậy? Thằng này là thanh niên lợi dụng cơ hội rồi nha em ơi. Lợi dụng cơ hội hả em? Qua đây, qua đây. Qua đây em ơi. Lợi dụng cơ hội hả em ơi? Làm sao? Làm sao đấy em ơi? Uầy, làm sao đấy em ơi? Thanh niên lợi dụng cơ hội định sơn mình này. Cái kết đáng lòng cho em. Uầy, vãi trưởng. Thế này thì kinh rồi. Thế này thì kinh rồi nha em ơi. Con máu tạm cái đã. Thật sự là hơi bị gắt pha này. Mình còn lại có xíu máu thế à? Con máu thôi. Thằng này nó xế ghê vậy, ai chơi được. Xế ghê vậy ai chơi.
Ui, hơi gắt pha này. Người đâu, người đâu? Một đứa ngay phía trên đấy anh em ạ. Đây rồi này em này, làm sao? Lên bảng, xong kill rồi. Ngon này cái đào chứ nhỉ. Có giáp chống nổ nữa này, tuyệt vời. Thằng này có bom keo này anh em ơi, bình tĩnh như đây. Mình lượm thêm bom keo cái đã nhá. Ủa, lượm xíu đã full rồi cả, đây đây. Đó, tranh thủ lượm bom keo tí còn có cái xài chứ mọi người. Đi thôi. 4 quả bom keo hơi bị ít này. Thôi kệ đi, lượm nhanh mà anh em. Nhanh để chúng ta còn kiếm tôm nữa chứ nhỉ. 6 kill rồi. Máy bay lại thả thính nữa hả? Trước hết là mình sẽ qua cái phía 330 này, con này đang có 19 mắt xem rồi nha. Qua đây, qua đây. Qua đây để ăn nướng giáp nào. Nướng giáp thì cũng có mì nhá, vì anh em thoải mái để có mà... Đấy đấy, để có thể là anh em ăn nướng giáp ok này. Thế chưa các bạn ơi? Bo thì càng ngày càng nhỏ lại rồi. Uầy, 8 thằng nữa. À, một đứa vừa gọi thính xanh ở ngay chỗ này. Mình qua luôn anh em ạ. Sao bạn ơi? Ở đây hả? Ở đây hả? Ở đây hả? Ghê vậy. Đây hả bạn ơi? Làm sao đây bạn ơi? Ok, một đứa phía sau à? Một đứa phía sau à? Làm sao đây? Từ từ mình cần máu cái đã. Tính sơi kẹo thì đâu có dễ hả bạn ơi? Ok luôn này, qua đây. Có giỏi qua đây bạn ơi. Làm sao mà nó dám qua được hả anh em? Nòng súng 2 này. Có xe, có xe. Hơi gắt, hơi gắt. Có xe các bạn ơi, có xe các bạn ơi. Hơi gắt rồi anh em ạ. Ui, đây nữa hả? Thế này hơi kinh. Thế này hơi kinh rồi, xuống xe. Đúng rồi, xuống xe ơi. Đúng rồi, xuống xe ơi. Đúng rồi, xuống xe ơi. Làm sao đây? Đậu xanh này, làm sao? Làm sao em ơi? Rồi, một đứa phía dưới này. Nó đang đứng ngay dưới anh em ơi. Ủa ôi, ghê vậy ai chơi? Ghê vậy ai chơi hả các bạn ơi? Từ từ, đứng gọn đây nhá. Phải đứng gọn lại anh em ạ. Không phải này kẹo xanh mộ ơi chứ. Bông kẹo này lợi thật là một quả nữa này. Rồi anh em ơi. Hơi căng, hơi căng. Phía trên hả? Ui ghê vậy. Ghê vậy sao chơi? Ghê vậy sao chơi? Ghê vậy sao chơi? Một đứa ngay phía trên anh em ơi. Pha này thì hơi gắt rồi đấy nhé. Ở trên này, ở trên này, ở trên này. Bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy. Wow. Bắn nhau ghê vậy bạn ơi. Bắn nhau hơi gắt anh em ạ. Để kẹo xem nào. Mấy cái bạn này xảy nhau ghê quá cơ anh em ơi, làm kẹo sợ hết cả người rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đứa nào vào đây? Đứa nào vào đây? Đứa nào vào đây? Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Ok, tuyệt vời. Một đứa phía sau nữa thì phải anh em ạ. Để kẹo xem. Phía sau này mình chưa thấy ai này, mình một kill rồi. Wow. Nó cái mình vậy. Khả năng cao phía trước có người nhá. Đơn giản là có một đứa gài mình ngay phía dưới mà. Căng căng căng. Và hiện tại thì mình đang có đó là 26 mắt xem rồi nha. Wow. Hơi bị gắt rồi đấy nhé. Bình tĩnh mọi người ạ. Hai thằng nữa là top 1 rồi cơ. Mình vẫn đang trang bị giảm thanh thôi. Trên tầng này khả năng cao có người, thế cho thử một quả liệu lên coi. Không thấy ai chạy, như vậy là không có người rồi. Đi thôi anh em ơi. Mình chạy chéo chéo một xíu này. Ủa, bên trên có bom keo. Bên trên có người anh em ơi. Hơi bị ghê rồi nha. Mình có mỗi một quả bom keo này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh các bạn ơi. Không là xanh mộ bây giờ. Let go, let go. Phải chạy thật là nhanh anh em ạ. Kìa 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 kìa. Một đứa ở dưới thì mình vừa thấy rồi.
Đứa ở trên thì thấy là nó cũng mới dựng băng keo thôi mà. À đây đây, đi rồi anh em ơi, qua nhanh các bạn ơi. Nòng số 2 vào luôn này, hợp lý. Qua nhanh anh em ơi. Thật kia đâu. Chắc là trong nhà các bạn ạ. Mình nghĩ là nó chỉ đang trong nhà mà thôi. Lắng nghe coi nào. Căn nhà bên phải hoặc là căn nhà bên trái thôi. Ngay góc này mà anh em. Chờ bo thu thôi chứ biết sao giờ. Bình tĩnh bình tĩnh. Đây. Nó ngay góc này à? Ủa ấy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Qua vãi trưởng. Thôi. Mình không ngờ là nó đứng ngay đấy, nó canh mình, tưởng nó trong nhà cơ. Thôi. Ui. Giết nhiều kill không bằng đứa giết 3 kill rồi. Vãi trưởng nghe bạn giết 11 kill vẫn thua đứa giết 3 kill này. Rất là tiếc thì mình đã phải dừng lại ở trong trận đấu này top 2. Wow. Hơi buồn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.